Rồi, ok, xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ con số 8. Thì trong video này nó cũng khá là đặc biệt một tí, tại vì là vì cái tình hình lý do sức khỏe đó nên là hôm nay mình sẽ chỉ có thể chia sẻ cho anh em thôi, chứ mình không thể nào mà mình chiếu cận cảnh những cái biểu hiện của mình như anh em hay thường nói được ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tạm không có nhìn thấy nhau một tuần này thôi. Đó, nên mình mong anh em thông cảm nha. Rồi, thì trong tuần qua thì cũng giống như trong tháng này thôi anh em, thì hiện tại thì BTC nó vẫn đang khá là chán, và thị trường của chúng ta thì dường như nó đã xác định một cái chu kỳ downtrend rồi, đúng không? Như mình cũng đã chia sẻ ở trong những cái video trước đây, và ngay thời điểm mình làm video này đó thì BTC nó vẫn đang khá là ở ỏi khi mà nó giao dịch ở chỉ tầm có khoảng 28-29.000 thôi. Đó, tầm khoảng một tuần qua rồi. Và trong vòng đầu tuần này đó anh em, thì chúng ta đã có một cái tín hiệu xấu khác khi mà chúng ta đã xác định là BTC nó đã có một cái cây nến tuần thứ 8 ha. Một cây nến tuần thứ 8 ngập tràn trong sắc đỏ luôn. Và cái điều này là cái điều mà chúng ta đã chưa từng thấy ghi nhận trong lịch sử của chúng ta. Đó, thì đây là cũng một cái tín hiệu cho thấy rằng là thị trường hiện tại thì nó cũng khá là tiêu cực đó anh em. Và nếu mà chúng ta nhìn sang cái chỉ số gọi là cái BTC Reserve ở trên các sàn giao dịch đó, thì hiện tại đó, sau khi anh em thấy đó, trong suốt một năm qua, khi mà chúng ta phải gánh chịu những cái đợt sập từ tháng 5 trở đi, đúng không? Nhưng mà cái lượng BTC của chúng ta thì nó vẫn cứ được rút ra mà thôi. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì ngay khi mà chúng ta phải gánh chịu một cái cú suy thoái, cái cú tổn thất mà do Luna và Terra và UST đó, thì bây giờ thì cái lượng mà BTC nó đã được đẩy lên sàn cũng quay trở lại rồi. Và cái điều này nó đã đặt lên một cái áp lực bán bắt đầu hình thành khá là lớn đối với BIT. Đó, và cũng giống như những cái voi họ liên tục họ đẩy lên sàn hơn những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, như mình cũng đã trình bày trong hai cái video vừa qua, thì anh em cũng đã hình dung rõ khá là cái bức tranh này rồi. Và cùng với đó thì chúng ta có một cái tín hiệu khác mà mình cho rằng là đây là nó cũng giống như là nó nhồi thêm vậy. Nó nhồi thêm một cái tín hiệu xấu khác, đó chính là về cái độ khó. Ngay khi chúng ta thiết lập một cái ATH mới thì ngay trong tuần này luôn thì nó đã bắt đầu nó đâm xuống rồi, nó rớt xuống rồi ha. Nhưng mà anh em yên tâm, về những cái tín hiệu về thợ đào thì mình nắm bắt khá là kỹ về cái tín hiệu này, thì hiện tại thì bây giờ là nó vẫn chưa ảnh hưởng mấy đến cái việc, đến cái ngưỡng gọi là cái phạm vi của thợ đào họ bắt đầu họ nhúng tay vào thì chưa ha. Các chỉ số khác nó vẫn bình thường, nhưng mà ngay khi mà bắt đầu vào đầu tuần này đó thì chúng ta đã có một cái cú drop của cái độ khó khai thác BTC. Đó, thì cái điều này anh em cũng phải luôn cẩn trọng trong thời gian sắp tới ha. Và một cái chỉ số khác mà mình cũng muốn đưa đến cho anh em, đó chính là về cái chỉ số Bitcoin Dominance. Thì tại sao hôm nay mình lại nhìn vào cái chỉ số này? Thì như anh em biết á, thì cái Bitcoin Dominance đó chính là một cái dữ liệu mà để cho chúng ta thấy được là cái thị phần của Bitcoin nó đang chuyển biến ra sao. Thì trong cái uptrend năm 2021 của chúng ta vừa qua thì anh em thấy là Bitcoin Dominance nó liên tục nó rớt ha, và cuối cùng nó đã hình thành ở một cái mức đáy, gọi là cái mức đáy ở tầm khoảng là 39%. Nhưng mà đến khi mà kể từ đầu năm 2022 đó thì Bitcoin Dominance nó đã tăng trở lại anh em, nó tăng trở lại, và ngay thời điểm mình làm video này thì nó đang rơi vào khoảng là 46.6%, và cái mức này là cái mức cao nhất trong năm 2022 nha anh em. Đó, cái mức cao nhất trong năm 2022, và kết hợp với tình hình hiện tại chuyển biến xấu, BTC cứ dập dờn như vậy và Bitcoin Dominance tăng, thì cái trường hợp đầu tiên anh em có thể hình dung, có thể dễ dàng thấy được rằng là altcoin của chúng ta sắp mặt, đúng không? Đó, nếu mà vào tầm khoảng 2 tuần trước khi mà Bitcoin nó vẫn đang dao động ở cái ngưỡng giá này, thì anh em có thể thấy được rằng là Ethereum nó vẫn trên 2.000 đô, và những cái đồng mà phổ biến khác thì nó vẫn giữ được những cái mức giá tốt. Nhưng mà anh em thấy ở thời điểm hiện tại luôn, khi mà Bitcoin đó nó vẫn đang dao động ở 29.000, thì bây giờ chúng ta hãy nhìn lại đây, chúng ta nhìn thấy Ethereum đã bị vỡ ở mức 2.000 và 1.900 rồi. Và mình nhớ không nhầm thì khoảng 5 phút trước mình check á, thì Ethereum nó đang giao dịch ở khoảng 1.800 cơ. Và những cái đồng khác, những cái altcoin khác á, thì nó đều bị chảy máu khá là nặng ha. Thì cái điều này cũng dễ lý giải thôi, khi mà chúng ta nhìn vào cái Bitcoin Dominance này, nó cho chúng ta thấy điều gì? Nó cho chúng ta thấy là cái thị phần của Bitcoin ở trên cái thị trường chung của chúng ta đó anh em. Thì khi mà thị trường mà nó chuyển biến xấu hoặc là nó chuyển biến tốt, thì nó sẽ phản ánh được là cái tâm lý nhà đầu tư họ đang muốn đặt tài sản của mình vào nơi đâu. Đó, thì đặc biệt á, với cái chỉ số hiện tại khi mà nó liên tục nó tăng như vậy, kết hợp với cái thị trường của chúng ta bây giờ nó đang chuyển động như thế này nữa, thì nó trả về cho chúng ta là có thể là các nhà đầu tư bây giờ họ đang dịch chuyển dần cái dòng tiền của họ từ stablecoin, từ altcoin để mà họ đổ vào Bitcoin. Thì cái điều đó nó khiến cho altcoin chảy máu khá là nhiều. Và nếu mà kết hợp với cái hành vi giá của Bitcoin, mà nếu mà trong những ngày tới, trong những tuần tới mà Bitcoin nó tiếp tục nó rơi xuống nữa, và cái chỉ số Bitcoin Dominance này nó tăng lên anh em, nó tăng lên để mà nó lấy lại cái vị thế của nó ở tầm cái ngưỡng khá là cao như thế này vào năm 2020,
đó, hoặc là vào những chu kỳ downtrend trước nha anh em. Mình đang nói là vào những chu kỳ downtrend trước, mình đối chiếu lại lịch sử anh em, 2018 chẳng hạn, đó rơi vào tầm khoảng 70-70% một tí, thì mình nghĩ rằng là vốn hóa của Ancoin sẽ bay khá là nặng nề. Và với cái mức giá như vậy thì Ancoin mình nghĩ rằng là nó sẽ phải chịu thêm một cái đợt suy thoái nữa đó, khi mà Bitcoin Dominance này tăng lên. Tại vì là anh em biết á, là Bitcoin nó giống như là nó là một cái trụ, một cái cốt lõi của cái thị trường của chúng ta vậy. Nếu mà thị trường của chúng ta mà sập sinh đúng không, thì nhà đầu tư dĩ nhiên là họ sẽ không còn tự tin khi mà họ nắm quá nhiều Ancoin nữa, mà họ sẽ chuyển dần về tài sản Bitcoin, và từ đó là vốn hóa của Ancoin nó sẽ bị thoái lui ra khá là nhiều. Tại vì là Bitcoin là vua mà anh em, đúng không? Mà nếu mà chúng ta không tin tưởng vào Bitcoin trong một cái thị trường nó downtrend như thế này nữa thì chúng ta còn tin vào ai nữa? Thì cái điều này đó, thì cái Bitcoin Dominance nó sẽ phản ánh đúng cho chúng ta thấy được cái điều đó. Với lại đó, mình cũng nghĩ rằng là với những cái cây nến tuần như thế này, mình đang chiếu cho anh em nến tuần ha. Với những cái cây nến tuần là đây là tuần thứ 5 liên tiếp mà cái chỉ số Bitcoin Dominance này nó đã hình thành một cái mức tăng, và những cái lực như thế này là một những cái lực rất là mạnh nha anh em. Nếu mà chúng ta đối chiếu vào những cái chỉ số Bitcoin Dominance ở những cái tuần tăng trước thì nó chỉ những cái cây nến nó ngắn như thế này thôi, nhưng mà trong 2 tuần gần đây đó anh em thấy những cây nến dài như vậy và full lực luôn, không hề có một cái chút kéo râu nào cả, thì dĩ nhiên là cái viễn cảnh mà khi Bitcoin Dominance nó bắt đầu nó tăng lên nữa, đầu tiên là trên cái ngưỡng 50% và tiếp đến là nó sẽ lấy lại những cái ATH của nó trong những cái chu kỳ downtrend trước đây để thiết lập lại cái tính chu kỳ của nó, như mình đã trình bày ở trong một cái video về cái tính chu kỳ giá rồi đó, thì anh em có thể lục lại để mà anh em xem. Thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải rất là thận trọng đối với cái giai đoạn này ha, đặc biệt là Ancoin đó. Rồi thì với những cái chỉ số on-chain bây giờ thì nó cũng không quá là nhiều đâu anh em đó, tại vì là thị trường chúng ta dường như bây giờ nó đang bị đứng mà, và mình có thể nói là đó là một cái tàn dư của Terra Luna để lại đó. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào những cái viễn cảnh của stablecoin đi, thì anh em cũng biết đó, thì trong cái tuần mà cái làn sóng defect bị gây ra bởi Luna và UST đó, thì dĩ nhiên rồi, những cái đồng stablecoin phổ biến trên thị trường của chúng ta mà chúng ta có thể kể đến như là USDT hoặc là những cái đồng stablecoin thuật toán khác đó anh em, thì anh em biết rằng là nó đã bị defect khá là mạnh. Và ngay cả USDT nữa, một cái stablecoin mà mình nói một cách không ngoan đó chính là stablecoin dẫn đầu thị trường luôn, với cái vốn hóa khá là cao, là trên 80 tỷ ha. Thì đặc biệt với cái vốn hóa trên 80 tỷ và với cái vị thế của một cái stablecoin nó lớn như vậy thì không ai nghĩ rằng là USDT sẽ bị defect cả. Đó, mà mặc dù cái sự defect của USDT nó chỉ ngắn thôi và rất nhanh chóng thì USDT đã lấy lại được cái vị thế một đô của mình. Nhưng mà cái điều này nó đã gây không ít hoang mang đối với nhà đầu tư anh em. Và cái điều hoang mang đó thì nó đã kéo dài đến trong tuần này luôn. Thì anh em biết á, chỉ trong vòng có tầm khoảng 10 ngày thôi thì USDT đã bay khoảng là 10 tỷ vốn hóa anh em. Bay khoảng 10 tỷ vốn hóa. Và nó đặt ra một cái câu hỏi rằng là nếu mà USDT bị như vậy thì nhà đầu tư họ sẽ phản ứng ra sao. Thì ở đây mình có một cái biểu đồ để mà cho anh em có thể dễ dàng nhìn thấy được, đó chính là sự so sánh giữa USDT và USDC. USDC là cái đồng mà của công ty Circle họ phát hành ra đó anh em. Đó, thì nếu trước đây một cái câu chuyện rằng là USDT sẽ luôn luôn vượt trội hơn USDC, thì vào thời điểm hiện tại, ngay sau sự kiện của Luna và UST á, thì anh em biết rằng là những cái số dư này nè, những cái số dư của những cái người mà họ nắm giữ stablecoin trên 1 triệu đô đó, trên 1 triệu đô thì mình có thể nói là họ là cá mập nhỏ, chẳng hạn cá voi nhỏ, tại vì là nó cũng là số tiền khá là lớn đúng không anh, rất lớn luôn. Thì những người mà họ nắm giữ trên 1 triệu đô đó thì bây giờ họ đã dần dịch chuyển qua USDC rồi. Tức là sao? Tức là họ không có còn tin tưởng USDT nữa anh em, và họ chuyển sang USDC. Thì cái vấn đề này là nó thuộc về cái cơ chế bảo chứng của USDC và USDT mà thôi. Tại vì cũng trong một cái video mà mình nhớ mình làm cũng khá là lâu trước đây rồi, thì mình cũng đã giải thích về cái cơ chế bảo chứng của USDT và những cái fault, những cái mà rắc rối xoay quanh cái câu chuyện giữa Tether và USDT này. Trong khi đó USDC á, nếu mà anh em nhìn xuyên suốt á, anh em tổng hợp lại sự kiện xuyên suốt năm 2021 tới bây giờ á, thì ngoài cái câu chuyện bảo chứng một cách rất rõ ràng và minh bạch, thì những cái mối quan hệ hợp tác của USDC với giới chính quyền Hoa Kỳ cũng giống như là với những cái công ty tổ chức lớn, những cái công ty truyền thống ở bên phía thị trường truyền thống của chúng ta, thì nó cũng khá là chặt chẽ và mật thiết, nó tạo ra một cái tiền đề khá là vững chắc dành cho USDC đó. Thì và mặt khác nữa, qua cái sự kiện vừa rồi thì anh em thấy USDC cũng không hề bị ảnh hưởng nữa. Thì chúng ta cũng thấy được rằng là bây giờ có lẽ những nhà đầu tư, những nhà cá voi họ bắt đầu họ nhận ra được cái tình trạng này rồi, và họ bắt đầu họ dịch chuyển sang. Thì cái điều đó nó đã cho chúng ta một cái dự kiện thứ hai, đó chính là anh em thấy ở đây đó, đây là tổng cái vốn hóa, phần trăm vốn hóa mà đã biến động trong 30 ngày qua giữa USDT và USDC đó. Thì ở đây mình lấy cái nguồn dữ liệu của CoinDesk anh em, thì anh em thấy là đó, trong khoảng là 10 ngày qua đó,
ít nhất là trong khoảng 10 ngày qua thì USDT nó đã mất, nó đã bay khoảng 10 tỷ, và trong khi đó là USDT thì nó lại tăng từ một cái con số tương ứng như vậy tầm khoảng là 7-8 tỷ đó. Thì một cái điều lo ngại ở đây là chúng ta cần phải ra sao ở đây, nó không phải là một cái câu chuyện so sánh giữa việc gọi là so sánh USDC hay là USDT cái nào tốt hơn, cái đó là chúng ta dần hình dung rõ ra rồi, và cái đó tùy thuộc vào cái khẩu vị của mỗi người và cái cách đánh giá của mỗi người mà thôi. Nhưng mà cái câu chuyện mình nhìn nó xa hơn, nó tổng quan hơn là ở đây là sao, tại vì á là anh em hiểu được rằng á là USDT nó giống như là, nếu mà Bitcoin á, chúng ta hãy tưởng tượng nếu Bitcoin là một ngôi nhà thì USDT nó giống như là một cái móng vậy anh em. Tại vì với cái vốn hóa khổng lồ như vậy trên 80 tỷ đô đúng không? Trên 80 tỷ đô. Đó, thì bây giờ cái thị trường của chúng ta được nâng đỡ bởi rất nhiều cặp giao dịch của USDT, và Bitcoin cũng từ đó, từ USDT được giao dịch rất là nhiều, và cái nhà như vậy, nó có cái móng như vậy thì để cho Bitcoin tăng trưởng được như ngày hôm nay, thì chúng ta cũng thầm phải cảm ơn USDT nữa. Đó, và nếu bây giờ USDT có gặp bất kỳ một cái biến cố gì, hay là có gặp một cái sự suy thoái gì đó mà nó nhanh chóng chẳng hạn, đó là một cái viễn cảnh tiêu cực nhất mà mình có thể nghĩ ra, thì mình nghĩ rằng chắc chắn cái thị trường chung của chúng ta nó sẽ bị một cái cơn biến động nữa. Đó, thì cái đó là một cái bức tranh mà mình muốn chia sẻ cho anh em, để mà anh em có thể nhìn xa hơn được giữa cái câu chuyện mà mình đang truyền tải cho anh em, là giữa câu chuyện là USDC và USDT đó. Thì dĩ nhiên rồi, khi mà một cái này mà nó suy thoái thì nó sẽ có một cái khác lên thay thế. Thì đó cũng là một cái câu chuyện rằng là nếu mà USDC có thể phát triển hơn nữa trong tương lai và có thể thay thế được USDT thì họ cần phải làm gì, và liệu nó có rủi ro trong đó hay không. Thì đó là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải bàn luận, cần phải xem xét theo thời gian ha anh em. Rồi bây giờ chúng ta hãy quay đến những cái tin mà nó cũng khá là nổi trội ở trong tuần này đi. Thì thứ nhất đó, chúng ta hãy quay về một cái câu chuyện của Terra đi. Thì ở đây á, thì mình trong những ngày qua thì mình thấy là rất rất nhiều anh em đang bị tranh cãi bởi cái vấn đề là hard fork và là mới blockchain của Terra đi. Nhưng mà thôi, mình chiều lòng anh em thì mình sẽ dùng một cái thuật ngữ để cho mà anh em có thể dễ dàng tiếp cận được với cái sự kiện này, đó chính là làm mới blockchain ha. Thì đối với cái một cái blockchain cũ thì cái sự kiện của Terra thì anh em biết rồi. Đó, in quá nhiều Terra ra, in quá nhiều Luna ra để cứu USDT, nhưng mà cuối cùng là kéo cả hai đi xuống vực thẳm luôn. Đó, thì cuối cùng đó thì CEO của Terra đó, thì ông Do Won thì ông mới ra một cái đề xuất là làm mới một cái blockchain mới. Thì cái blockchain mới này là gì? Thì cái blockchain mới này nó sẽ chia ra là blockchain mới sẽ được đặt tên là Terra, và với một cái đồng token là Luna ha. Còn cái blockchain cũ mà anh em mình á đã từng thấy trong quá khứ và nó mới bị sụp đó, thì nó sẽ đổi tên thành Luna, nó sẽ đổi tên thành Terra Classic ha, và với cái token là Lunacy ha, đó là luôn là bỏ chữ A này mà mình thêm chữ C nè, và cái blockchain mới này đó anh em, thì nó chỉ có Luna mà thôi, chứ nó không hề có USDT như là cái blockchain cũ của chúng ta. À, và cái blockchain cũ của chúng ta là sao, thì như mình cũng giải thích ở trong video tuần trước rồi, thì theo quan điểm cá nhân của mình thì đây cũng giống như một cái ván bài chia lại mà thôi, và Do Won hoàn toàn là tạo ra một cái mới để tạo ra một sân chơi mới, còn những gì tàn dư còn lại thì cố gắng bồi thường thiệt hại cho người dùng, sau đó là qua một bên thôi, chứ chẳng có một cái use case nào hết. Tại vì bây giờ cái lượng Luna cũ của chúng ta đó sẽ đổi thành cái Lunacy này nè, thì bây giờ nó lên tới hình như là mình nhớ là 60 mấy ngàn tỷ đúng không, và USDT bây giờ nó cũng chả lấy lại được phép nữa, thì nó đâu còn cái giá trị sử dụng gì đâu. Thì nó giống như là kiểu bây giờ đã lỡ đổ rồi cho đổ luôn, và tao làm lại cái mới vậy đó. Thì đó cũng chính là lý do mà mình đã nhấn mạnh rất nhiều lần là thôi anh em hãy quên nó đi, chúng ta chỉ nên đọc những cái thông tin về những cái này cho nó theo kịp thị trường mà thôi, chứ còn mà để tham gia đầu tư hay để khám phá mới gì đó về cái dự án thì dĩ nhiên một cái fork một cái lớn như vậy nó đã sụp đổ rồi, thì dù anh có tạo ra thêm 10-20 dự án mới nó có một cái ý tưởng gì đó khá là đặc biệt hay ho, thì chúng ta có còn đặt niềm tin vào hay không, đúng không anh em? Rồi thì trở về với cái chủ đề chính đi, thì cái lượng mà Luna mới này đó ở một cái blockchain mới do Do Won tạo ra đó, thì sẽ có một cái phân bổ mới cho anh em như sau ha. Thì đầu tiên chính là một cái bull staking của cộng đồng thì nó tới 30% đó, và sau đó là những người mà nắm giữ cái đồng Luna trước đây đó, sau này đổi thành Lunacy đó, thì sẽ được airdrop, thì sẽ được bồi thường bằng cái Luna mới này nè ha, là 35%. Thì ở đây mình có ghi lại những cái bài viết mô tả rất là cụ thể đó cho anh em đây, và những người nắm giữ USDT nữa trước lúc bị tấn công và sau lúc bị tấn công, và cộng với đó là cái điều kiện để airdrop. Thì ở đây đó thì chính Terraform Labs và Luna Foundation Guard đó thì họ nói là mặc dù họ cũng bị thiệt hại nhưng mà họ sẽ không có được hưởng cái đợt airdrop này, và cái đợt airdrop này đó nó hoàn toàn nhắm chủ yếu vào cộng đồng ha anh em. Đó, và những cái trường hợp không được airdrop như sau thì ở đây có liệt kê như là USDT và Luna sẽ được chuyển ra khỏi Terra nè, và nằm ở trên những cái giao thức của Terra nhưng không có được thống kê ở trên một cái trang gọi là
DeFi Llama, một cái trang khá là nổi tiếng để mà thống kê là những cái nền tảng DeFi cũng như là TVL của những cái nền tảng đó và một số trường hợp khác ha anh em. Và Terra cũng công bố cái thời gian snapshot cho anh em luôn, tức là trước lúc bị pet đó, là tức là trước lúc mà USD bị mất pet và Luna bắt đầu đâm đó, thì ở block số 7.544.91.000 ha, theo khoảng là 9 giờ tối ngày 7 tháng 5 giờ Việt Nam, và sau lúc bị pet là nằm ở khoảng gọi là cái block 7.790.000 đó. Có khoảng là 3 giờ sáng ngày 27 tháng 5 giờ Việt Nam đó. Và sau đó đó thì cái blockchain này, nó cái việc tạo ra blockchain mới này đã được thông qua rồi và sau đó sẽ chạy ngay sớm thôi anh em đó. Thì ngay khi mà cái đề xuất của Dowon khi mà ông tạo ra một cái blockchain mới như vậy á, thì nó cũng gây khá là tranh cãi đối với những cái người mà họ đã quá là cay cũng như là họ đã quá là giống kiểu là thất vọng về cái việc mà tại sao một cái hệ sinh thái lớn như vậy nằm trong top 10 coi lớn nhất thế giới mà nó là đổ sập nhanh như vậy đó, thì họ cũng đã có những cái chỉ trích nhất định. Nhưng mà cuối cùng thì anh em thấy rồi, bây giờ cái đề xuất thông qua một cái blockchain mới nó đã được thông qua rồi và tất cả nó đã rồi luôn đó. Ở đây mình dùng cái từ là tất cả nó đã rồi đó, thì chúng ta không còn níu kéo gì bất kỳ một cái điều gì nữa. Nhưng mà cái điều khiến mình thấy khá là bất ngờ ở đây chính là về việc sau khi mà Luna tạo ra một cái blockchain mới thì đã có những cái sàn giao dịch cũng khá là nổi tiếng họ bắt đầu họ vào để mà họ hỗ trợ cái blockchain mới này, mà ở đây chúng mình gọi là Terra 2.0. Thì ở đây mình cũng trả thêm một cái lý do tại sao luôn. Thứ nhất đó là những cái sàn mà sẽ hỗ trợ cho cái blockchain Terra 2.0 này là những cái sàn khá là lớn. Ở đây mình có liệt kê cho anh em ha, đó chính là những cái tên như là Huobi, Bitfinex, Gay.io, Bybit, KuCoin ha, thì đều hỗ trợ, thì đều thông báo là sẽ hỗ trợ cho một cái blockchain Terra 2.0 này. Cái việc mà một cái dự án mà nó đã đổ vỡ như vậy mà cuối cùng đó thì nó lại được tiếp tục được các sàn có thể hỗ trợ như vậy, thì đây cũng là một cái hành động mình thấy là nó cũng khá là bất ngờ. Nhưng mà nếu mà không bất ngờ lắm á, thì chúng ta hãy quay lại một cái câu chuyện mà cái bức thư của CEO Binance, đó chính là ông CZ, ông gửi đến các nhà đầu tư để mà ông có thể đúc kết được những cái bài học của ông thông qua cái sự kiện Terra này đó anh em. Thì anh em biết được rằng á, thì cái đoạn này cũng khá là dài rồi, thì mình sẽ tóm gọn lại cho anh em ha. Thì cái điều đầu tiên mà ông nói rằng á, là sau cái sự kiện Terra đó, thì cái bài học đầu tiên mà ông muốn gửi đến cho nhà đầu tư đó là chính là nhà đầu tư đừng có theo đuổi những cái dự án mà nó đưa ra những cái mức lãi suất hàng năm quá là cao đó, mà quên đi được những cái nguyên tắc hoạt động, những cái nguyên lý hoạt động cơ bản của dự án. Và sau đó đó, khi mà xảy ra sự cố thì nhà đầu tư phải luôn nhảy bén trong mọi tình huống ha đó, và kể cả dự án cũng vậy, dự án phải xử lý một cách khá là nhạy bén, mặc dù cái tình huống đó nó có tệ đến đâu nữa, chứ đừng có theo một cái hướng đi mà nó quá là theo công thức và nó giống như kiểu là nó theo máy móc đó anh em đó. Thì ở đây thì ông có nhấn mạnh đến việc gọi là sau khi mà cái sự kiện này nó bị pet đó, thì Terra thay vì ngay lập tức sử dụng cái khoản dự trữ 3 tỷ USD của mình, thì họ lại khá là chậm trễ trong cái việc này đó, và cũng như là cái mô hình thiết lập của họ nó không có được bền vững giữa mô hình Binance, giữa USD, Luna và Anchor, trả tới 20% một năm. Và thứ ba là cái việc mà họ giao tiếp với cộng đồng nó cũng không có được châu chuốt cho lắm, khi mà họ không có giữ liên lạc với nhà đầu tư, cũng như là không có đưa ra những cái thông tin để mà có thể trấn an nhà đầu tư. Chỉ đến khi sự kiện nó đã quá là tệ hại rồi thì họ mới lên họ giải thích, và cuối cùng là họ đưa ra một cái đề xuất mà theo ông là cái đề xuất tạo ra blockchain mới của Dowon là một cái đề xuất nó ngu ngốc và nó ngớ ngẩn nhất mà ông từng thấy đó. Thế nhưng mà đó, nó quay lại cái câu chuyện hỗ trợ mình mới vừa nói. Thế nhưng mà CZ vẫn cho rằng đó, mặc dù cá nhân ông đó là ông vẫn trách cái việc gọi là cái hướng đi mà ông đã khuyên bảo đội ngũ của Terra là không có nên mà hard fork, không có nên tạo ra một cái blockchain mới như vậy, mà thay vào đó là hãy tích cực để mà đốt cái lượng Luna để in ra và bồi thường cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ, những cái người mà họ đã chịu thiệt hại nặng trong cái vụ việc này đó. Thế nhưng mà Dowon thì vẫn tiếp tục bác bỏ cái lời khuyên này để mà đi đến một cái hướng đi nó trái ngược với cái ý của CZ. Thì dĩ nhiên ngay cả bản thân mình, khi mà mình khuyên như vậy, mình đứng trong một cái vị thế như vậy, mà người khác thay vì làm theo cái của mình khuyên bảo thì họ lại đi theo một cái hướng mà nó không có như mình mong muốn, thì dĩ nhiên CZ đó, ông cũng đã có những cái cú lắc đầu, ông cũng đã có những cái sự thất vọng của riêng mình. Nhưng mà kết luận lại đó anh em, thì CZ nói rằng là không, đối với cá nhân ông là như vậy, nhưng mà Binance và thị trường của chúng ta là một thị trường phi tập trung, vì thế ông tin tưởng và ông sẽ đi theo hướng của cộng đồng quyết định sau thì ông sẽ như vậy. Thì dựa vào cái lời kết luận của CZ nên mình nghĩ rằng là những cái sàn mà sẽ hỗ trợ cho blockchain Terra 2.0 hiện nay đó, như những cái sàn mà mình vừa đề cập đó, thì Binance thì sớm muộn gì họ cũng sẽ mở ra một cái hướng điều đó, cũng như một cái lối điều đó để mà có thể hỗ trợ được cho cái blockchain Terra mới ha anh em.
Rồi, và đó là những cái gì mà mình vừa tóm gọn lại cho anh em trong cái sự kiện của Terra lần này. Và tiếp theo đó thì chúng ta có những cái tin tức gì khác để mà chúng ta có thể đề cập đối với thị trường hiện tại ha. Thì đầu tiên đó chính là về Ripple. Thì dành cho những anh em nào fan của Ripple đó thì anh thì trong cái khoảng thời gian sắp tới đó thì anh em có thể một phần nào đó thở phào nhẹ nhõm khi mà chúng ta vừa ghi nhận một cái số liệu cũng khá là quan trọng, đó là nhà đồng sáng lập Ripple đó là ông Chad McCaleb đó, thì ông đã xả ra gần nửa tỷ XRP trong vòng là kể từ đầu năm nay ha anh em. Thì ở một video khá lâu thì mình cũng có đề cập đến cho em về cái vấn đề này rồi, tức là vào khoảng tháng 9, tức là khoảng quý 4 năm 2021 đó, thì chúng ta đã không có một cái cú xả bất kỳ nào đến từ Chad McCaleb hết đó. Nhưng mà kể từ đầu năm nay đó thì ông đã xả ra, ông đã bắt đầu ông xả lại rồi. Thì cái việc xả của ông đó thì nó cũng khá là cao, tại vì theo cái thống kê mỗi ngày đó thì mỗi ngày ông xả từ 4 tới 6 triệu XRP lận anh em, nhưng mà trong 3 ngày vừa qua thì ông tăng cái tốc độ xả của mình lên là 9 triệu. Thì điều này cũng chúng ta cũng dễ hiểu thôi, tức là khi mà thị trường của chúng ta đi vào downtrend, khi mà Bitcoin dominant nó tăng lên như vậy thì dĩ nhiên cái phần lớn altcoin mình vừa chia sẻ nó sẽ bắt đầu nó giảm giá, đúng không? Thì đối với những cái người mà như ông đó, những cái người cá voi như ông thì chắc chắn là ông dư biết được là cái hướng đi của thị trường nó sẽ như thế nào đó. Thì bây giờ không xả thì khi nào mà xả nữa, đúng không anh em? Đó, thì nhưng mà cái điều này đó nó cũng vô tình nó may mắn một chút, đó chính là cái ví của Chad McCaleb đó chính là cái ví Tacostan nè. Đó, thì cái ví này nó chứa khoảng là 9 tỷ USD và 9 tỷ USD XRP ha anh em. Và cái 9 tỷ này đó thì nó lại liên quan đến một cái sự kiện là vào có khoảng là 7 8 năm trước, 6 7 năm trước gì đó đó, thì bên phía Ripple đó thì có một cái ký một cái bản thỏa thuận để mà có thể bồi thường cho Chad McCaleb khoảng là 9 tỷ Ripple. Đó, 9 tỷ XRP này khi mà ông rời khỏi Ripple đó. Thì kể từ đó thì cứ mỗi lần mà bên phía Ripple đưa XRP cho Chad McCaleb thì ông cứ xả thôi. Thì ông xả cho đến thời điểm hiện nay luôn. Thì bởi vậy anh em thấy đó, thì mặc dù uptrend hay downtrend gì đó thì Ripple nó vẫn cứ vậy không? Tại vì cái mức tăng trưởng của nó không có cao, tại vì cái mức độ xả của Chad McCaleb á trong những cái năm qua thì nó cũng khá là lớn, cộng với cái việc gọi là vào cuối năm 2020 nữa thì Ripple đang vướng vào một cái sự kiện VSAC và nó kéo dài đến hiện tại luôn. Đó, tính đến hiện tại đó anh em, thì chúng ta thì cái ví của Chad McCaleb đó thì ông chỉ còn khoảng là 249 triệu Ripple mà thôi. Đó, 249 triệu XRP mà thôi trong cái số 9 tỷ này. Và dường như là trong cái báo cáo quý 3 năm 2021 của Ripple đó thì Ripple cũng đã tuyên bố là dường như là công ty cũng đã chuyển hết số XRP cho Chad McCaleb rồi. Cái điều này chứng tỏ đó là trong 9 tỷ đó bây giờ là chỉ còn 249 triệu thôi, chứ không phải là 249 triệu này đó là ông hiện có và trong tương lai sẽ trả đầy đủ 9 tỷ anh em. Đó, anh em hãy phân biệt rõ ràng là trong 9 tỷ đó Ripple đã trả hết rồi và bây giờ ông xả chỉ còn là 249 triệu XRP mà thôi. Thì cái điều này cũng là giảm bớt một cái phần áp lực xả lo ngại dành cho cái dự án này, mà cũng là một cái điều tín hiệu tích cực mà mình muốn gửi đến anh em của fan Ripple ha. Vì mình nghĩ rằng là dĩ nhiên là nếu cái thị trường của chúng ta nó dập dờn như vậy, nhưng mà sau khi nó hồi phục và Ripple giải quyết xong vụ kiện BSAC cộng với cái điều kiện là Chad McCaleb số trong số 9 tỷ này đã được xả ra hết rồi đó, thì dĩ nhiên là Ripple sẽ có nhiều cái cơ hội hơn để mà có thể thể hiện mình hơn nữa trên cái thị trường này ha anh em. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta cũng có một cái bản nâng cấp của Litecoin. Mình nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái sự trở lại của Litecoin sau một khoảng thời gian cũng khá là im ắng rồi, đó chính là một cái bản nâng cấp được gọi là Mimblewimble đó. Thì cái bản nâng cấp này đó thì nói tóm gọn là cho anh em, thì cái bản nâng cấp này nó sẽ giúp cho Litecoin có thể được thực hiện giao dịch ẩn danh giữa các người dùng, tức là nó giống như là ẩn danh mà không ai biết đó anh em. Đó, và đồng thời nó cũng sẽ tăng một cái hệ thống, nó cũng sẽ tăng một cái khả năng mở rộng dành cho Litecoin để mà có thể xây dựng những cái DApp trên đó, xây dựng những cái ứng dụng DeFi trên đó ha, trên một cái hệ sinh thái của Litecoin. Thì mặc dù đây là một cái bản nâng cấp lịch sử đối với Litecoin, tại vì là nó đã được Litecoin trình làng trong khoảng 2 năm trở lại đây rồi, nhưng mà cái bản nâng cấp này đó thì nó là ảnh hưởng đến cái sự hiện diện, cái vị thế của Litecoin ở trên các sàn giao dịch Hàn Quốc là cụ thể là ra sao. Tại vì á, là các sàn giao dịch Hàn Quốc đầu ngành hiện nay á, như là anh em biết là sàn Bitthum hay là sàn Upbit đó, thì họ bây giờ họ đang tuân theo một cái quy tắc của một cái cơ quan, của một cái lực lượng đặc nhiệm tài chính hành động của họ tại Hàn Quốc, đó là phải công khai tất cả các giao dịch đó. Và nhưng mà với cái nâng cấp lịch sử này thì dường như là những cái giao dịch mà gửi nhận hay là những cái giao dịch mua bán Litecoin thì nó hoàn toàn ẩn danh mà anh em, nó sẽ tăng cái tính ẩn danh lên và dường như là họ sẽ không tra cứu được những cái đó. Thế nên là các sàn Hàn Quốc đó, sau khi mà Litecoin thực hiện cái bản nâng cấp này, thì họ cũng đã đưa ra những cái cảnh báo nhất định đối với Litecoin.
Và đặc biệt hơn nữa đó thì họ còn đe dọa rằng là nè, họ còn nhấn nhá một số cái điểm chính mà mình cho rằng đây là một, cũng là một cái lời đe dọa dành cho họ đối với cái đồng LTC trên các sàn giao dịch Hàn Quốc. Vì vậy nên những cái sàn mà hàng đầu Hàn Quốc như mình vừa trình bày là Bitthumb hoặc là Upbit, khi họ đã đưa ra cảnh báo như vậy thì những cái sàn còn lại tại Hàn Quốc thì dĩ nhiên chắc chắn họ sẽ không làm ngơ được. Đó thì điều này nó cũng hình thành cho chúng ta một cái dấu hiệu rằng là dĩ nhiên nó sẽ là mặt tốt với Litecoin ở với cái bản nâng cấp này, nhưng mà cái sự hiện diện của Litecoin ở Hàn Quốc đang bị đe dọa. Và nặng nề nhất, một cái viễn cảnh nặng nề nhất mà mình có thể hình dung ra đó chính là về việc các sàn Hàn Quốc họ sẽ bắt đầu họ delist Litecoin trên khỏi các cặp giao dịch của họ luôn ha. Rồi và mình nghĩ rằng là cái video hôm nay nó cũng khá là dài rồi, và mà chắc là mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Mình cũng cảm ơn anh em đã theo dõi, đồng hành cùng mình trong thời gian vừa qua ha. Và mình cũng biết rằng là khi mà thị trường của chúng ta nó trì trệ và nó downtrend như thế này thì bắt đầu tin tức nó cũng ít dần rồi, và cái sự tương tác của anh em cũng đã bắt đầu ít dần rồi. Nhưng mà dĩ nhiên anh em yên tâm ha, dù chỉ trong một tuần đó chỉ có một cái tin thôi, dù chỉ có hai tin thôi, hoặc là dù chẳng có tin nào thì mình cũng sẽ luôn cập nhật cho anh em những cái gì mới, hoặc là cái gì, hoặc là một cái tin gì đó nó chẳng có gì cả, nhưng mà mình vẫn sẽ luôn cập nhật cho anh em để mà củng cố hơn niềm tin cho anh em đồng hành lâu dài hơn trên cái thị trường này ha. Rồi xin chào anh em nha, tạm biệt anh em.